Xin chào mọi người á, hôm nay là trồng những cây mai phôi này. Sau khi trồng 20 ngày đã lên mầm rồi đó, rất nhiều anh em hỏi về cái cách mà trồng này thế nào á. Lần trước mình cũng có làm video giới thiệu rồi, hôm nay quay lại cái cách làm đơn giản á, và tiếp tục chăm sóc nó trong 20 ngày tiếp theo như thế nào đây. Đầu tiên cây cây về nha, bứng về chúng ta để ủ khoảng chừng 5-6 ngày, tuần lễ chúng ta hãy trồng. Sau đó cắt theo cắt lại ha, làm mai phôi thì không, khi mà không có cần để nhánh á thì chúng ta không cần bầu đất á. Còn bây giờ như chúng ta muốn giữ lại phần nhánh phía bên trên thì chúng ta phải giữ lại bầu đất, loại bỏ hết phần lớp cả đất cũ đi cho để nó ra mới. Đấy, lấy một cái chậu nào ướm và vừa cho nó ra mà, cho để nó ra mới á. Đây, bó rễ rồi lại, bó rễ lại cho nó vừa với cái chậu á. Rồi tiếp đến là chúng ta dùng chất trọng á. Chất trọng đây thì chúng ta có thể là dùng sơ dừa vỏ trấu hoặc là cái gì cũng được, là rễ dừa mục, lá cây mục rồi cũng được, quan trọng là thoát nước tốt là được rồi. Thoát nước tốt, thông thoáng, cho nó vừa giữ nước vừa thoát nước á, giữ nước để mà chúng ta tưới vào hạt nước nó giữ lại, và khi mà có mưa quá và là tưới nhiều quá thì nước nó thoát ra, nó chỉ vậy thôi. Làm cái môi trường cho thông thoáng giúp cây nó đâm được cái rễ mới. Có những cây mà trồng nhiều là chúng ta ém cho nó vừa chặt đất ha, để là không để hở bên trong, để lỏng bỏng bên trong, lỏng bỏng đâu là rễ không có đâm được. Ở đây thì mình trộn mình sơ dừa vỏ trấu, không hai sơ dừa một vỏ trấu, nó chỉ có vậy thôi, hai sơ dừa một vỏ trấu à. Chúng ta có rễ như rễ dừa một rồi đó, chúng ta trộn vào cũng được, hoặc là trộn thêm cát ha. À, chú ý là không có tưới nước nhiều á. Đây tưới lần đầu khi trồng chúng ta tưới thiệt là nhiều, tưới cho ngập luôn, tưới cho thật là nhiều nước rồi chúng ta bỏ luôn, bỏ luôn. Khi nào chúng ta cảm thấy cây khô về tưới á, không khô thì thôi, chủ yếu là giữ ẩm cho cái phần da, phần da phần thân thôi. Dùng sơ dừa nè, giữ ẩm cho cái phần gốc rễ nè, và dùng vải để phủ lên trên. Cái đến là dùng bao ni lông để trùm mà đừng có nước mưa vào á. Đây hạn chế ta, chứ khi mùa mưa mà nó cũng có vô ít cũng không sao đâu, đừng có vô mà ngày nào mà nó cũng ngập ra là nó thúi rễ là không có tốt được ha, không thúi rễ là cây không có sống được á, không có sống được. Chúng ta có thể dùng phân dưỡng rễ N3M hoặc là Atonit, N3M hoặc là Atonit để mà tưới để mà giúp cái rễ nó khỏe hơn, còn không có thì thôi cũng được, không sao đó. Ở đây mình trồng mình cũng không có xài dưỡng rễ nữa. Nè, cái phôi nè, đây cái nhánh mình thử mình dăm cành á. Dăm cành nói chung là dăm này dăm chơi cho vui thôi, chứ nó lên thì vẫn lên mà nó yếu lắm. Chúng ta có thể dùng mấy cái rễ ta trồng thì nó mạnh hơn. Nè, rễ trồng thì mạnh hơn. Này, tưới cũng tưới cho ngập luôn nè. Đấy, rồi sau 20 ngày chúng ta kiểm tra. Rồi 20 ngày kiểm tra đây. Rồi 20 ngày thì mình vừa lấy bao ni lông ra. Đây, cây này 20 ngày nó vừa đâm lên nè. Đấy. Đâm lên mà chúng ta được cái mừng rộ nha. Cái đó là do phần nhựa trong thân nó thúc ra thôi, chứ không phải là rễ ở dưới nó hút dinh dưỡng nó đẩy lên nè. Rễ dưới nó cũng mới vừa chớm đâm thôi. Mới vừa chớm đâm thôi. Chúng ta không có tưới nước nhiều quá. Không có xài phân xong không có xài phân NPK gì hết nè. Thời gian này nếu mà có xài dưỡng rễ thôi. Còn mình không có xài gì hết á, nó vừa đâm lên. Trong thời gian này vẫn tiếp tục giữ ẩm á, vẫn dùng cái vải quấn lại. Khi nào để nó ra lá mà nó chuyển sang màu xanh đậm á, ra 2-3 cây đọt á, nó ra đọt 2-3 lần á. Đấy, lúc đó mới chắc sống á. Cây bên đây nè, cây bên đây là cái dáng như dáng bay nè. Đây, cái phần da này nó kéo là chứng tỏ ở dưới là cái rễ nó cũng bắt đầu đâm mà ha. Đây, phần da này nó kéo là cây bắt đầu thấy nó khỏe cây đó. Trong thời gian này chúng ta cũng có thể ghép được nha. Nhưng mà cái cây nào nó kéo dài vậy là chúng ta ghép vào được rồi đó. Là cây đó là nó chắc có thể là tỷ lệ sống là khoảng là 90% rồi. 90% rồi. Nhưng mà vẫn chưa. Thời gian này vẫn chưa có đem ra nắng được đâu. Cứ để từ từ đi, nó ra 2-3 cây đọt nha. Cái phần nhựa nó thúc lên là cái mai dâm cành nè. Là cái lăng cành làm lượng nè, nó cũng thúc rồi ha. Là phần nhựa trong thân nó phục ra thôi. Chứ mà cây chắc sống thì rễ phải đâm rồi cây mới sống được. Đó. Tại sao mà anh em hỏi dâm cành mà nó thuộc ra vậy mà tới chừng
tháng 2 tháng sau cái nó quéo luôn à, tại vì cái đó là phần nhựa nó phục ra thôi chứ không phải rễ nha. Đấy, sau đó là tiếp tục ha, giữ ẩm cho cây, giữ ẩm cho cây á. Và ta dùng cái sơ dừa nó hay lắm, giữ ẩm cho cây á, giữ ẩm cho cây. Và nước mưa mà có vô nhiều quá đó thì chúng ta dùng bao ni lông ta đậy lại ha, dùng bao ni lông đậy lại à. Chứ bây giờ mà chúng ta mà nhổ lên nhổ xuống là không được ha. Mình nhổ lên 20 ngày nó chưa dưới trơn mà chúng ta cứ nóng lòng quá xong rồi nó chưa ra trơn, chúng ta nhổ lên á, nhổ lên là cây rồi. Lúc đó nó mới bắt đầu rễ, bắt đầu chớm à, chúng ta nhổ lên thì nó không hay lắm, còn thời gian nó phục hồi lại nữa. Đây là cái mai khi mà mình bứng mình ghép luôn nè, bứng khoảng 20 ngày sau ghép luôn nè. Đây nó rất là khỏe, những cái cây mà nó kéo da non là chúng ta ghép được rồi đó. Đây là ghép mai sắn nè, mai sắn lên rất là mạnh nè. Thời gian mình là chú ý nước mưa, chúng ta phải che chắn, hạn chế nước mưa thôi, chứ mùa mưa là ít nhiều gì cũng có vô, mà hạn chế mức tối đa thôi, hạn chế tới cái mức thấp nhất thôi. Chúc mọi người làm thật là tốt ha, thật là tốt. Bây giờ mai xoắn ghép nè, chúng ta có thể ghép thẳng vào trong phần da luôn. Cây mai mà nó còn da nó còn mở thì ghép thẳng vào, còn những cái mai nào già thì chúng ta nuôi lên cái tược nhỏ, ta ghép vào cái tược nhỏ đó thì chắc hơn ha. Còn những cây mai này ghép thẳng vào trong cái phần thân luôn. Đấy. Cứ như nó đơn giản lắm, không có gì đâu. Chúng ta cứ đừng, nhiều khi chúng ta cưng quá, chúng ta tưới nước nhiều quá, đâm ra cái này nó khó sống à. Mình cứ làm bình thường thôi, đây làm như mình ha. Dùng cái này là hạn chế nước mưa vào. Rồi, chỉ có vậy thôi. Xin chào mọi người, chúc mọi người làm thật là tốt nha. Hạn chế nước mưa vào.